Ok. VD009. Quay cabin. Thì tôi sẽ mở hộp luôn cho quý vị xem. Thì đây tôi sẽ mở hộp luôn. Cái này chưa bóc ni lông. Chúng ta sẽ bắt đầu móc. Ngon thì anh em cứ nhẹ nhàng mà bóc thôi. Phê nhỉ. Mình hướng dẫn anh em cách bóc cái hộp kiểu như này nhá. Cho đơn giản, có nhiều người thấy để ý là nó mở hộp hơi khổ khổ một tí. Thế đây, nhẹ nhàng mà xuống thôi. Đấy. Cách đóng hộp quy cách rất là chuẩn chạ, chuẩn chỉ này. Nhìn rất xịn sò. Make simple. Trước mặt là một con cam này. Đấy, đẩy cái giấy lên này. Hình trụ. Theo như thông báo thì đây là cái màn hình LCD. Và ngoài ra thì bạn có thể xoay được cả cái cam phía trong này. Cái vân này sờ qua thì cảm thấy là không dính vân tay đâu nhá. Rất là mịn. Để xem trên này có thông số gì không. Và 2K đua đất cam. Thì con này là cái con mà bạn sẽ quay bên ngoài và đồng thời quay bên trong. Nó khác với Vava Dua Cam là quay trước quay sau. Thẻ nhớ thì chúng tôi khuyến nghị là bạn dùng cái thẻ U3 để dùng được cho con cam này. Hỗ trợ lên 256GB. Cách bố trí cực kỳ là thông minh. So với các hộp khác thì nhỏ gọn như kiểu cái bánh kẹo vậy. Đúng kiểu tiêu chí. Vava là sự tổng hợp của rất nhiều những cái bộ phận nhỏ. Đây thì đây sẽ là cái nút vẫn đặc trưng là cái hình snapshot này. Snapshot, một cái nút ăn tiền của Vava đấy. Chụp hình selfie. Rồi trước mắt thì cứ để đấy đã. Để đây. Tiếp theo chúng ta sẽ có mấy cái món quà đây tiếp này. Đây thì chắc là cái đế rồi. Vẫn là cái biểu tượng như vậy. Đấy, kiểu chân nó vẫn sẽ khác nhưng mà vẫn là đặc trưng của Vava. Một trong những cái đế hút cực kỳ chất lượng cao. Rửa được. Đem đi dán đua được. Đấy. Thay vì cái là dạng hình tròn như các Vava khác thì bản này nó sẽ phù hợp với cái mắt cam. Đóng vào ăn ngay. Tiếp theo đi sẽ vẫn là cái tẩu. Một điểm khá hay ở Vava là mỗi một bản mới thì nó sẽ lại ra một thiết kế hộp mới. Mà nhìn chung thì vẫn là tinh tế. Đấy, ở trong này là những cái phần dán. Tẩu. Tẩu xịn sò, điều dòng iSmart. Đây thì nguồn điện rồi. Không có gì, đây là một cái dây kèm GPS. Đấy, trong này có cả cái DJ này. Okay. Vậy chỉ có thế thôi. Vậy thì vai trò gì cho cái cam Vava 2K đua đất cam này? Chúng ta hãy cùng gắn lên và trải nghiệm. Sau 5 phút mà tôi không sử dụng cái cam mà không kết nối với cái ứng dụng Vava ấy, thì cái màn hình này, LCD này sẽ tắt đi. Nhưng sau đó nếu mà tôi vào lại cái app này, nên mở cái app ra, thì tự nhiên cái Vava bật lên, hoạt động rất thông minh. Nhưng mà một tính năng mới ở trên con cam này sẽ là tính năng nhắc nhở mệt mỏi ấy. Bạn có thể cài 1 giờ, 2 giờ hoặc 4 giờ. Khi mà bạn lái xe 1 giờ từ khi mà khởi động xe đấy liên tục ấy thì nó sẽ nhắc nhở mệt mỏi.
Việc trang bị hai cái cam này thì có hai thứ tôi thấy hay. Một là tôi để dùng review như thế này, vừa có thể review bên trong mà những có cái gì ở bên ngoài vẫn có thể quay được. Thứ hai là với những tài xế taxi công nghệ đấy thì là sẽ có những bằng chứng quan trọng mà bạn không muốn cho được người sao biết chẳng hạn. Chúng ta sẽ vẫn có những cái nút chụp hình đây, khi bạn bấm thì là sẽ chụp những bức ảnh khác nhau cả trước cả sau đồng thời. Đấy, và xem lại sẽ đây. Thông thường thì các vụ tai nạn thì thường xảy ra về đêm. Các đối tượng thì thường tìm đến những nơi vắng để tấn công tài xế. Khi IR được bật thì màn hình chuyển sang chế độ trắng đen, nhìn rất rõ đó. Đó, còn khi mà có ánh sáng thì bạn không thể nhìn thấy gì đây. Đây, giờ này thì bạn có thể chỉnh cái góc của nó rất sáng. Đấy, nhìn mặt đối tượng. Khi sáng như này thì cam sẽ quay ở chế độ bình thường. Rồi, chỉ được tối.